Nếu như mà chị chấp nhận em với chị quen nhau thì thôi mình đổi cách xưng hô. Cũng bỡ ngỡ. Lúc đó mình chủ đích của mình là giỡn thôi. Nhưng mà khi nhận được cái lá thư thì thấy cái dòng chữ nó chân thật quá. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai bạn. Dạ, anh xin chào quý vị khán giả và chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Em tên là Thanh Phương. Hiện tại em 24 tuổi và đang làm đầu bếp. Thanh Phương 24 tuổi hả? Dạ. Mà sao nhỏ xíu vậy? Ôi. Rồi, dạ, còn em? Em tên là Phương Trinh, em 25 tuổi, hiện tại em là giáo viên ạ. Em là đầu bếp đúng không? Dạ. Em là giáo viên. Sắp sửa đoán đó. Chắc chắn là em nấu bếp trong trường của vợ em đúng không? Dạ, trong trường. Dạ không? Dạ không. Tội nghiệp lắm, ngứa nghề, đi đoán hoài không bao giờ trúng. Trời ơi, gì đâu. Rồi, thế gì cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Hồi xưa thì là cấp 2 thì học chuyển cấp lên cấp 3 thì em qua trường của vợ học. Thì qua bên đây em không có quen ai hết á. Thì sáng nào cũng ngồi trước sân cờ thì thấy vợ em lên dẫn chương trình. Vừa làm bí thư đoàn trường mà vừa dẫn chương trình. Thì em thấy dẫn chương trình thấy cũng dễ thương. Thì em thấy thích vậy thôi. Nhưng mà thấy kiểu cũng qua kho của trường mà mình đâu có dám nói gì đâu. Cũng khó quá bỏ qua thôi. Rồi sao mới tìm cách làm quen? Nhưng mà lúc đó em có biết là bạn này để ý em không? Dạ không, tại lúc đó nhiều đông quá rồi mình không có để ý tới ai hết. Dạ. Với lại vừa là bí thư vừa là quá khôi như vậy, chắc chắn là sẽ có rất rất là nhiều các anh nhìn trộm em và là rất muốn cua em đúng không? Dạ chắc vậy. Chắc vậy. Chị thấy bạn này cũng đẹp trai mà. Mà dạ, lại một người đàn ông mà hay ngồi ở cột cờ ở trong trường là phải có một cái điểm gì đó làm cho mình để ý chứ đúng không? Dạ. Thì cái lúc đó trường có tổ chức đi tham quan, em là người thu tiền. Bạn này lên văn phòng đoàn trường đóng tiền cho em. Vừa lên thì nhìn thấy em cười tươi. Cái lúc đó cái nụ cười rất là sáng, hàm răng trắng đều. Cái ấn tượng đầu tiên đó chính là cái nụ cười của bạn. Trời, hàm răng trắng đều nghe tả tưởng kem đánh răng không ạ. Rồi, cười xong rồi có nói gì nữa không? Dạ không, lúc đó không có nói hết chị. Tại vì em tính em vui đi đâu gặp ai cũng cười hết á. Cười. Dạ. Rồi cuối cùng là ai là người chủ động tỏ tình với người kia? Em ghẹo bạn, em viết một cái lá thư đòi làm quen với bạn, giỡn thôi. Nhưng mà khi mà bạn nhận được cái lá thư á thì bạn hồi âm lại. Bạn nói nếu như mà chị chấp nhận em với chị quen nhau thì thôi mình đổi cách xưng hô là Phương với Trinh. Lúc mà nhận được thư thì cảm thấy cũng buồn mà cũng vui. Buồn là tại vì tự nhiên sau qua khỏi trường biết bao nhiêu người theo đuổi mà tự nhiên lại viết thư cho mình. Mình không biết cái này thiệt hay giỡn nữa. Còn vui là tại vì tại mình thích bạn này trước rồi. Mình giờ viết thư ngược lại cho mình thấy cũng bỡ ngỡ. Mà nào giờ không có quen ai hết á, không biết viết thư sao. Cái mới nhờ ông cậu á ngồi đọc cho viết. Dạ. Vậy là cái câu cuối cùng á là cái tâm trạng của cậu em hay tâm trạng của em? Cái câu cuối cùng là của em. Còn cái còn tâm nguyên trạng của cậu là kỳ lắm. Em nhận được cái đó em xúc động không? Lúc đó mình chủ đích của mình là giỡn thôi, nhưng mà khi nhận được cái lá thư thì thấy cái dòng chữ nó chân thật quá. Mình không có nở lòng mà mình giỡn nữa. Nên thôi là chấp nhận quen. Nhưng mà chị hỏi là lúc mà tụi em đến với nhau vậy á, tụi em có cảm thấy khó khăn gì không? Sau đó thì quen 3 năm chị, thì mới phát hiện bạn có nhắn tin thả thính với một cái bạn gái khác. Trời ơi. Và sau đó thì em không có chấp nhận, mới là chia tay bạn. Thì khi mà chia tay thì cũng hối hận, nhắn tin năn nỉ em, nhưng mà em vẫn không chấp nhận. Rồi bao lâu thì mới chấp nhận mà quen lại? Dạ thì em một thời gian sau cái em bị tai nạn. Lúc đó bác sĩ nói là chỉ còn 40% sống thôi. Ôi trời. Lúc đó gia đình em có liên hệ với Trinh nè. Trinh cấp tốc ở thành phố chạy về chăm sóc cho em suốt một năm trời. Em nằm bệnh viện suốt một năm trời. Thì em nói trong bụng, nói là chắc chắn mình phải cưới được cô này. Lúc khó khăn nhất thì cỏ bên mình thì mình chắc chắn mình cưới cái này hơn. Thì đó là có số phu thê đó. Nói chung là của người đàn ông nó bị hay quá. Khi mà hoạn nạn thì mới biết ai sẽ là cái người mà trăm năm với mình. Giờ thử đi mấy ông chồng cũng vậy. Lúc mà khỏe mạnh đi bồ đi bịch ha. Đúng rồi. Thử ngã bệnh xuống coi. Chỉ có một con vợ già. Đúng rồi. Không có một em bánh bèo nào xuất hiện. Đó cho nên là các bạn nào mà nghe cái câu chuyện này thì làm ơn đi, rút kinh nghiệm đi đó, giờ thử nói tại chung nạn là thôi. Mình phải khuyên những anh chồng trẻ
những anh trọng trong già cũng vậy ông nội. Ghê lắm á. Nghe nè, rồi bao lâu thì các bạn mới chứ để hỏi này đó Trinh à, nguyên một năm trời em chăm sóc cho chồng em á thì cái động lực nào để em làm chuyện đó? Sau khi mà chăm sóc được khoảng 2-3 tháng á, bạn có nói với em một câu là bây giờ anh bệnh em chăm sóc cho anh, nhưng mà nếu một ngày anh thật sự khỏe lại, nhất định anh sẽ chăm sóc như em đã từng chăm sóc cho anh. Thì chính vì cái câu nói đó là coi như là bao nhiêu cái giận của mình nó tan biến hết rồi. Hay không nào? Dạ. Nhưng mà cái lúc mà em chăm sóc chồng em á, em có nghĩ là anh ấy sẽ khỏe lại như lúc mà anh chưa bị bệnh không? Tại vì á, thực ra nằm mà một năm trời là nặng lắm chứ đâu có đơn giản em đúng hả? Rồi. Dạ. Đúng lúc rồi. Đó là bị tắc ruột chị, mổ phải đưa 2 túi ra 2 bên. Đi vệ sinh bằng túi. Còn mình xót dữ lắm, mình xót, mình chỉ biết mình thương. Trong đầu lúc đó nghĩ không biết là dại hay là khôn, mà lúc đó chỉ nghĩ một điều là nếu như mà nằm một chỗ thì mình vẫn chăm sóc. Trời ơi. Có nghĩa là nếu anh không khỏe nằm một chỗ em cũng vẫn sẽ chăm sóc anh. Vậy là tụi em yêu nhau được bao nhiêu năm ta? Dạ 7 năm rồi. 7 năm? Ừ, rồi lấy nhau được mấy năm rồi? À, tụi em cưới nhau được 1 năm. 1 năm. Ồ. Vậy là rồi. Sau hôn nhân thì sao? Đó. Cái tật xấu có bị lòi ra không? Dạ có, cũng hơi nhiều. Thứ nhất đó chính là không biết tự chăm sóc cho bản thân của mình. Dạ lúc nào cũng đợi nhắc nhở, đi xa thì anh ơi mặc áo khoác vào, không chịu mặc. Đến khi bệnh thì về mua thuốc uống. Cũng dạ mua. Dạ. Thứ hai á, đi làm về cứ ôm iPad từ trưa tới chiều tối vậy. Thậm chí là nhiều khi ôm iPad ngủ ngon lành luôn. Ôm iPad nhiều hơn ôm vợ. Trời. Đôi khi là cảm thấy mình ganh tị với cái iPad của bạn. Dạ, còn tật xấu gì nữa không? Dạ giận nhây, cực kỳ nhây luôn. Lúc nào mà em muốn nói chuyện nghiêm túc là càng nhây với em. Em càng giận là càng nhây, càng giỡn. Ví dụ như hỏi em ơi ăn sữa chua không? Em nói dạ ăn. Là không ăn hả? Em nói dạ ăn. Cái nói không ăn phải không? Cái em nói dạ ăn. Rồi thôi không ăn thôi. Trời ơi. Giỡn mà đến cuối cùng vẫn còn giỡn chị. Hoặc là lâu lâu mình tình cảm xíu mình hỏi anh ơi anh có thương em không? Không. Đến khi mà em giận rồi á thì nó thôi mà thương à. Nhây lắm chị, cực kỳ nhây. Cái đó là bây giờ trường phái hài nhây á. Dạ. Bây giờ gì nhây, đang nổi cồn à. Rồi còn gì nữa không? Dạ không, dạ hết rồi. Hết hả? Ờ, cái đó là dễ thương. Cái đó là nói tóm lại là lấy hết những cái tật xấu đó gom lại đi học xong thành cái tốt à. Theo trường phái hài nhây của Mr. Bean. Thôi vậy thì vợ em có tật xấu gì không? Vợ em thì hơi nóng tính, với lại nghiêm khắc quá. Với lại đúng giờ. Còn ủa, ngoài tật xấu nhưng mà tính tốt đâu à. Nghiêm khắc là có nghĩa là ví dụ như là hứa là phải làm, mà không hứa không được, bắt buộc phải hứa. Dạ, đường nào cũng chết đó nha. Đường nào cũng chết là đúng rồi. Hay, giống như dạ. Bắt em hứa, em không hứa là cũng bắt phải hứa. Phải hứa cho mình được. Hứa là phải làm. À, không làm là chết. Là chết thôi. À, chà. Ví dụ như đi với bạn bè hứa bao nhiêu giờ đó về, trễ 5 phút điện hoài luôn. Mà mình đâu có canh thời gian mà sát sức dữ vậy, ví dụ cho hỏi thoải mái xíu. Ừ. Mỗi lần mà trễ gì về nhà thì giận thể hiện sao? Dữ lắm, nhìn mặt là ứng. Nhìn mặt ứng. Rồi bây giờ là em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Dạ, em chỉ muốn là vợ em nói chung là thoải mái một xíu, cho em vui vẻ với bạn bè một xíu. Còn ngoài ra là vợ em quá tuyệt vời, không có gì hết. Thấy em sao? Điều duy nhất là em mong chồng thay đổi đó chính là tự chăm sóc bản thân của mình nhiều hơn. Tại vì một lần là xém mất đi cái tính mạng của mình, nên là em rất là quý trọng cái sức khỏe của chồng em. Chỉ hy vọng một điều duy nhất đó thôi. Chắc có lẽ là vợ em không muốn em đi nhậu nhiều quá, cũng là một phần là lo cho sức khỏe của em. Sợ ảnh hưởng cái ruột. Đúng rồi. Ruột nó có phốt rồi nó bị yếu đúng không? Nhưng mà cái mong muốn của chồng em á, mà để cho chồng gọi là có thể thoải mái một chút á, thì em có cảm thấy là mình có thể chấp nhận được cái mong muốn đó không? Dạ, tại vì ra khung thời gian nó cũng có lý do. Tại vì tối thứ bảy bạn đi ăn chơi nhậu nhẹt với bạn bè, thì sáng chủ nhật cũng phải chạy xuống thành phố đi làm lại. Nên là em muốn là khoảng 10 rưỡi 11 giờ anh về nhà để nghỉ ngơi ngủ để sáng mai anh đi làm sớm. Nhưng mà chị thấy vậy nè em, thực ra vợ em cho em ở cái khung giờ 11 giờ 11 giờ rưỡi là còn rộng lượng lắm rồi đó. Với một cái yếu nhân như em về vấn đề đường ruột. Ủa tụi em có con chưa ta? Dạ chưa. Chưa kìa Bín. Có mong có con phải, không? Phải hỏi cái đã. Nhiều khi người ta đang kế hoạch. Thì bây giờ đang hỏi nè, mẹ có muốn không vậy? Dạ bây giờ mong rồi. Bây giờ mong rồi. Ủa nhưng mà trước đó là không mong. À, trước đó tại vì tụi em muốn cái kinh tế nó vững vàng hơn xíu. Dạ. Bây giờ thì sao? Dạ bây giờ thì cũng khá là thoải mái rồi. Bây giờ thì mọi thứ nó cũng đã tốt hơn rồi.
Bây giờ trước khi anh chúc thì bây giờ em có muốn nói một cái lời gì với vợ mình hay không nhân cái dịp ngày hôm nay? Thì nay cũng 8 năm mấy rồi thì anh cũng cảm ơn em đã theo anh từ đó tới bây giờ mà chưa bao giờ mà than vãn, mặc dù là gặp rất là nhiều khó khăn. Thì hôm nay anh cũng có một cái bài hát tặng cho em, tặng cho các quý vị khán giả ở đây, đặc biệt là anh Quốc Thuận. Ủa sao không tặng chị hả? Dạ không, cái bài này người chồng. Đúng rồi, này chỉ riêng anh Thuận chắc hiểu thôi. Nỗi lòng của người chồng. Dạ, bài Sợ Vợ. Trời ơi, bạn này có duyên quá à. Em có duyên quá trời luôn. Vợ tôi sợ. Nhỏ cũng sợ mà già cũng sợ. Sách có câu sợ vợ mới nên. Tại tôi muốn ăn ở cho đúng sách thanh hiền, chứ thân bãi thước ai sợ gì phụ nữ. Văn người. Hỡi những bậc nam tử mỹ tu, hỡi các đấng trưởng phu từ hanh niên râu chi hư cụ già lão như, hãy đứng lên chung lưng đấu cặc mà cùng nhau sợ vợ cho vui cửa vui nhà. Bà con lối xóm họ điệu thì họ kêu mình thương vợ, còn họ ghét thì họ gọi là thờ ba. Ra em nghe em đã không cưng? Dạ đã. Và mỗi lần em hát bài này vợ em khoái chí. Đúng rồi, mấy bà vợ bà nào mà không khoái bài này đúng không? Đó. Rồi nói chung cũng đã mong muốn thay đổi rồi, cũng đã nói lên cái nỗi lòng của mình rồi đúng không? Thôi bây giờ thì xin chúc cho vợ chồng của Phương trong năm sau sẽ có một em bé kháu khỉnh, mạnh khỏe và đáng yêu xuất hiện trong gia đình nhỏ của hai bạn. Chúc hai em hạnh phúc nha.